Nếu lần đầu tiên đến thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, nhiều người hẳn sẽ rất bất ngờ khi lưu thông qua đường Ngô Tự Lợi. Bởi trên con đường láng nhựa phẳng phiu, thoáng đãng này, bỗng hiện ra một cây cổ thụ to lớn, cao sừng sững án ngữ ngay giữa đường. Tại sao người dân tại thị trấn Ba Chúc lại để cái to đùng thế kia nằm giữa đường mà không di rời hoặc đốn bỏ? Việc để một cây to như thế án ngữ giữa đường vào ban đêm rất nguy hiểm cho xe cộ qua lại, đặc biệt là những người lần đầu tiên chạy trên con đường này. Phải chăng đây là văn hóa lạ ở nơi đây hay có điều huyền bí về cây cổ thụ này? Mời các bạn xem tiếp video nhé! Theo người dân ở đây cho biết, cây cổ thụ này thuộc loại cây dầu, cao khoảng 30m, tán lá rộng khoảng 15m, thân cỡ 4 người ôm, rễ to tầng tầng lớp lớp quấn chặt thân cây. Người dân địa phương cho hay, cây dầu này đã tồn tại khoảng 300 năm. Khi nói đến Ba Chúc, nhiều người thường liên tưởng đến cuộc thảm sát của quân diệt chủng Pol Pot. Ông Sáu Nhỏ 70 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc kể lại, năm 1977, quân Khmer Đỏ vô cớ tràn xuống tấn công 8 tỉnh biên giới Tây Nam, trong đó tấn công Ba Chúc nhiều lần. Chúng đưa nhiều người ra nhiều khu vực, trong đó có khu vực gốc cây dầu để tàn sát. Chính vì sự kiện thảm sát đó, nhiều người dân địa phương tin rằng cây dầu cổ thụ có thần linh, có oan hồn trú ngụ, nên chẳng ai dám mạo phạm. Cánh tài xế xe khách Phương Sa mỗi khi có dịp đi ngang qua đây cũng đều dừng xe xuống thắp nhang, cúng bánh trái, cầu mong chuyến đi được an toàn. Chị Huỳnh Thị Tố An, chủ một quán cà phê cạnh gốc cây dầu chia sẻ, theo các cụ kể lại, thời xa xưa mảnh đất này là vùng trũng, nằm trên cánh đồng lớn. Từ khi có cây dầu mọc lên thì xuất hiện một nhà sư lạ mặt đến địa phương xin cất chùa. Sư thầy xây dựng chùa Thanh Lượng tự kế bên cây dầu. Từ khi có chùa, người dân bắt đầu đổ về sinh hoạt và sinh sống khu vực lân cận. Do nhánh cây dầu chia cành vào bên trong chùa, nên nhà sư đã nhờ người đến chặt bỏ nhánh cây. Nhưng không may trong quá trình leo lên cây, người này đã té ngã chết, từ đó không ai dám động đến cây dầu này. Cũng theo chị An, cách đây hơn 20 năm, sau khi quy hoạch đường, không hiểu sao chính quyền vẫn để cây dầu lại, nằm giữa lòng đường như hiện nay mà không di rời hay đốn bỏ. Tuy cây đã chết từ năm 2017 nhưng cây lâm vổ và rễ bồ đề vẫn ôm quấn lấy thân cây. Nếu nhìn từ xa mọi người thấy như cây dầu vẫn còn sống. Còn việc các nhánh cây vươn dài ra thì mọi người ở đây không dám cắt tỉa hay chặt vì sợ nếu đụng tới sẽ chết. Nhiều bậc cao niên trong khu vực cũng cho biết, sau khi bộ đội ta đẩy lùi được quân diệt chủng Pol Pot, chính quyền và người dân Ba Chúc bắt tay vào việc xây dựng quê hương. Trước sự án ngữ giữa đường của cây dầu, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, có người tính đốn hạ. Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng không ai dám. Và qua bao năm tháng, đã xảy ra thêm nhiều vụ tai nạn khác, nạn nhân phần lớn là những người từ xa tới, không quen đường, chạy tốc độ cao. Trong quá trình tiếp cận với nhiều người dân thị trấn Ba Chúc, họ đều mong rằng chính quyền tỉnh An Giang cần có biện pháp bảo tồn hợp lý, di rời hoặc chấn chỉnh, không để tiếp tục xảy ra các vụ tai nạn thương tâm vì cây dầu này. Nếu không đụng đến cây thì có thể mở rộng thêm đường về một bên. Ông Phạm Minh Hiền, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc cho biết, cây dầu bên trong đã chết, bên ngoài mọc cây đa trùng vào thân cây nên nhìn từ xa, người ta vẫn nghĩ cây dầu vẫn còn sống. Ông Hiền cho biết thêm, trước đây chính quyền cũng có dự định lên phương án cưa bỏ cây dầu để tránh tai nạn giao thông. Nhưng mỗi khi lên kế hoạch cưa cây thì máy móc gặp trục trặc hoặc thợ cưa cây bỏ về không dám đụng đến cây. Động vào cây dầu này thì địa phương không dám, nên chúng tôi không thể di rời. Còn nếu bảo cưa bỏ thì càng không được, chúng tôi nhận thấy, do cây gắn với biến cố lịch sử, đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Cây đa bám rễ giữ cây dầu rất chắc nên không thể chặt bỏ cũng không dễ dàng. Liên quan đến phản ánh về việc cây dầu chiếm diện tích lòng đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, hiện nay địa phương đã nâng cấp đường rộng rãi, gắn biển cảnh báo, lắp đèn chiếu sáng và quấn thêm đèn LED quanh cây để vào ban đêm người dân thấy rõ cây dầu từ xa, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nói chung, người dân địa phương đã quen sự có mặt cây dầu. Chủ yếu là những người lạ lần đầu chạy trên tuyến đường này, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Hiện tại cái cây dầu nằm giữa đường khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo mình thấy, chúng ta không nên đốn bỏ cái cây này vì nó là chứng nhân lịch sử về tội ác mà bọn Pol Pot đã làm với nhân dân xã Ba Chúc. Thay vì đốn bỏ, hãy đưa nó trở thành di tích lịch sử, đồng thời cũng tạo điểm nhấn cho ngành du lịch nơi đây. Còn về an toàn giao thông, thì chính quyền địa phương nên làm dãy phân cách lớn, để cây dầu nằm hoàn toàn bên trong dãy ngăn cách, khi đó sẽ không còn các vụ tai nạn thương tâm xảy ra nữa. Đối với các bạn thì sao? Có ý kiến gì về cây dầu này hay cách nào hiệu quả để không xảy ra tai nạn thông giao thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video hay thì hãy đăng ký kênh,
cũng như bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất nhé. Mình xin chào và hẹn gặp các bạn vào những video lần sau.